Mình vừa cắt xong rồi bạn này, còn một hàng nữa. Ở đây là mình đã cắt này, còn một hàng kia thì mình sẽ để cho phụ nữ nó cắt thử. Và phía dưới đây là bà con đang bóc nè các bạn này, bóc cái cùi xong rồi cùi lên xe luôn. Và sẽ về tốt nha các bạn. Và trên kia là hai người đang xếp vào xe các bạn này.
Thôi mình cắt và mình xếp này có được không các bạn? Và đây là cách họ khuyên các bạn này. Đang cười nói đông vui rất rất là đông vui. Và đây là một cần nửa xe đâu các bạn này. Còn hái cao đó. Mà chuyện này thì còn rất là nhiều nha các bạn.